xanh đất đất muôn người. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối người, chưa đi qua phớt thì mơ về mang đến bình an. Đâu hai đứa chúng ta mà thôi. Và chúc cho tất cả những quý vị ở đây đều có những trở lại tình ái của riêng mình. Thank you. Chào các bạn biết là Quang Ly sắp giới thiệu một người cho các bạn biết là ai không? Một cô gái mà cách đây 3 năm đã có một cái tai nạn chấn động ở trên các báo. Và hôm nay cô ấy đã hết, đã lành được cái lưng rồi. Cô ấy phải nghỉ dưỡng ở nhà một thời gian dài vì cái xương sống của cô bị rạn một chút, làm cô đau đớn vô cùng. Và cô đã bình an trở lại. Lam Anh! Và chúng ta có 746 người đang xem. Wow. Đó, có một người ái mộ Lam Anh tặng hoa nè. Đó. Giới thiệu tên đàng hoàng nhé. Anh Ngọc Bình, anh là một cái chuyên gia làm âm thanh tại châu Âu. Và anh mê ca sĩ lắm. Mà anh cũng dê lắm. Ca sĩ nữ nào đẹp đẹp là ông dê hết á. Ca sĩ nam luôn. Ca sĩ nam ông cũng dê luôn. Các bạn ơi, Lam Anh dễ thương quá phải không? Nè, giống như là thanh xà mặc áo xanh nè. Rắn màu xanh nè. Hot girl Lam Anh đó. Quá xinh phải không? Làm gì mà để gần thế? Đừng đợi. Đẹp quá rồi phải không? Nơi tình yêu bắt đầu. Lam Anh nơi tình yêu bắt đầu. Cô Lam Anh đẹp không? Mọi người inbox, mọi người nhắn tin cho Lam Anh đọc nè. Hello mọi người. Mọi người khỏe không? Các bạn nhớ yêu thương mong Lam Anh nha. Mai mốt là Lam Anh và Quang Ly sẽ xong ca. Các bạn nhớ đi xem nhé. Lam Anh hay có những xuất diễn tại Việt Nam lắm. Tháng 12 sẽ có một show ở
phòng trà Đồng Dao. Xin quý vị tới ủng hộ. Các bạn ơi, tháng 12 tại phòng trà Đồng Dao, Lam Anh sẽ xuất hiện và sẽ hát. Ngày 9 tháng 12 nha. Anh tới làm khách mời cho em đi. Rồi. Chúng ta có thể là làm khách mời với nhau. Đây, hoa đây. Hoa này là mới của một người fan mới tặng. Quá dễ thương còn gì. Làm anh xinh quá. Cảm ơn mọi người. Anh đặt góc này em cũng đẹp, mà góc này em cũng đẹp. Hoa ra góc này cũng được đẹp. Cười là đẹp à? Nụ cười là đẹp nhất cùng người, một phụ nữ đúng không quý vị? Đúng. Cảm ơn mọi người. Vô quá trời hả? Vô nhiều quá. Đang vô. Phe anh Quang Lê thì đông lắm. Đang vô quá trời. Bây giờ là bên Việt Nam mới có 5 giờ sáng mà 800 người thức dậy thiệt để mà coi livestream là Quang Lê mừng lắm rồi. 6 giờ sáng. Mới 6 giờ mà mọi người chắc là mọi người chưa đi làm. Mới ngủ dậy. Anh Quang Lê sáng chủ nhật mà. Anh Quang Lê cầm điện thoại mà anh mỏi tay rồi kìa. Ồ, ngày mai là 20 tháng 11 là các bạn được nghỉ. Yeah. Ngày nhà giáo Việt Nam. Nhà giáo Việt Nam hả? Chị Lâm Anh xinh gái và nói chuyện dễ thương quá kìa. Cảm ơn em. Cố Bắc Cực. Cố Bắc Cực kìa. Bắc Cực. Thank you. Là sao? Ca sĩ Quang Lê gọi tên em lần hả? Thu Hình. Thank you. Cảm ơn chính tôi ạ. Ô các bạn tưởng là mọi người đang ngủ mà thấy Lâm Anh đẹp quá. Hiện lên tới 885 người theo dõi. Hôm nay bên đó là ngày mấy nào? Ngày lễ 20 tháng 11. Thứ mấy? Chủ nhật. Đúng rồi. 20 tháng 11 là rơi vào ngày thứ hai luôn á. Quang Lê nên giảm cân nhá. Quang Lê đẹp trai rồi, đâu cần giảm cân. Sói ca rồi. Sói ca nè. Hello em gái. Hello quý khán giả. Em tên gì? Giới thiệu đi. Xin chào tất cả quý khán giả. Nguyễn Nhi là MC đến từ Đan Mạch, Copenhagen, Denmark. Đây là nước non ngàn dặm xa đi, 7000 đêm góp lại. Một người anh mà có một cái giọng ca rất ngọt ngào mà Nhi rất yêu mến. Hơn 10 năm trên trung tâm tiếng Anh, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Hôm nay là đại hội người đẹp. Người nào cũng 1m8 không mà. Quang Lê xấu hổ lắm. Mẫu hậu, bây giờ thành mẫu hậu. Wow, bây giờ mọi người đã thức dậy thật sự rồi. 1100 người đang theo dõi. Trời, sao lẹ thế. Rồi, chết cái núi. Bao nhiêu rồi? 1200 người đang theo dõi. Ui, sao bấm lẹ lên vô. Nói chung lại là cái trang Quang Lê mà có hot girl là tự nhiên nâng lên. Đây hot girl luôn. Hot ghê, thứ dữ luôn mà. Người đẹp Quỳnh Nga từ Denmark. Đây là nhiếp ảnh gia Nicolas Phạm của Paris. Quý vị mà có đến Paris thì nhớ nhờ anh ấy chụp hình nha. Và đây là ông bầu. Ông bầu Ngọc Bình. Ngọc Bình. Ôi trời ơi, coi như trang này có bông hoa tự nhiên nhân lên. 1400 người đang theo dõi. Trời ơi, đã lẹ thiệt, lẹ quá lẹ. Rồi bây giờ thế này, làm hồi nãy là chỉ 800 người xem thôi. Rồi. Bây giờ 1400 người là nhân đôi rồi thì phải nhìn Lâm Anh nè, ngắm nhìn Lâm Anh nữa nè. Nhân đôi rồi. Đây là những khán giả mà chưa gặp Lâm Anh. Và bây giờ con lại livestream lại Lâm Anh để các bạn chiêm ngưỡng nhan sắc Lâm Anh nè. Đây là người bạn mà bị tai nạn chung với Quang Lê cách đây 3 năm. Và bây giờ Lâm Anh đã bình phục rồi. Anh phải nói là bài gì mình hát chung á. Hai đứa Quang Lê và Lâm Anh đã thành công nhạc phẩm Sao Anh Nỡ Đành Quên ở trên Hai Bên Ai hình chữ S. 1500 người đang xem. Sao anh nỡ đành quên bao lời thả thiên êm. Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như giấc mơ. Sao em nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường hay đón đưa mà sao nay con đó. Sao anh nỡ đành quên. Thật sự Lâm Anh đẹp gái lắm. Cái nét đẹp của Lâm Anh đó Quang Lê mê lắm. Từ lúc mà cách đây mười mấy năm mà gặp Lâm Anh đầu tiên là đã say mê nhan sắc của Lâm Anh rồi.
gần Lam Anh mà cho dù cô cứng lắm thì cũng mềm lòng à. Tại cô có cái gì đó mà phái mạnh thì thích. Và đây, đây là mẫu người lý tưởng của Quang Lê. Đây nhưng này, mà mẫu người lý tưởng của Quang Lê nè. Đây, đây là mẫu người lý tưởng. Đó, đây là mẫu người lý tưởng Quang Lê nhưng Lam Anh coi như là coi như khóa sổ rồi, vườn hoa đã khóa kép rồi. Cho nên bây giờ Quang Lê đang tuyển người yêu giống như Lam Anh vậy nè. À, đang tuyển người yêu. Vậy hả? Anh nói đăng Ngọc báo Bình, đi. Ngọc Bình. Bây giờ cô nào báo. Cô nào mà giống Lam Anh á nhớ inbox với Quang Lê. Đây là mẫu người Quang Lê thích nhất nè. Tuyển vợ. Tuyển vợ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tuyển vợ và coi như là ra hợp đồng luôn 15 năm hôn nhân. Như thật vậy đó. Làm đi. Nhưng mà phải mẫu người như đó. Lam Anh. Bây giờ em thời sự một chút. Đây, xin thời sự một chút. Nhầm rồi. Đọc lại. Đọc lại. Đổi lại. Ủa? Chết chứ. Lên livestream. Yeah. Ủa, Facebook của ai vậy? Cô Lê. Các bạn ơi, hôm nay là ở Pai với anh Đan Trường. Và Quang Lê đã hát rồi. Không thấy gì Lê ơi. Thế thôi vậy. Quang Lê đã hát rồi. Tại vì á, Quang Lê là nhỏ hơn anh Trường. Mà ông Trường ổng nổi tiếng từ lúc mà Lê còn đi học thôi. Cho nên Quang Lê hát trước. Còn đây là Divo thì ông hát sao? Được, băng, băng. Chào tất cả các fan thân yêu của Quang Lê nha. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Đứng lên 100 người mấy đứng lên. Anh Đan Trường quá trẻ luôn á, trẻ trên mong đợi luôn. Cho ta chụp hình kìa. Ok. Quang Lê cứ nói đi, cứ nói đi. Các bạn biết là cái lúc mà Quang Lê còn đi học trung học á, là xem anh Đăng Trường hát bài Kiếp Ve Sầu. Lúc đó anh Đăng Trường anh cởi áo ra, anh chạy chạy trong cái rừng á. Đâu ra? À đúng rồi. Đúng rồi, lúc đó anh cởi trần anh chạy nhớ không? Không có cởi trần, chưa bao giờ cởi trần hết á. Ác cái sợ. Nhưng mà bây giờ Đăng Trường đã cởi trần trên các bài báo mới rồi. Coi như là body ngót ghê nha, chúc mừng anh. Bây giờ chỉ chờ Quang Lê cởi trần thôi. Ồ. Quang Lê thì xấu hổ lắm. Quang Lê không dám cởi đâu. Cả nhà nhớ ủng hộ tinh thần cho Quang Lê. Cho Quang Lê giảm cân, cho Quang Lê đẹp trai lên. Nha. Dùng 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 dùng. Bây giờ em chụp anh là... em đứng đó đi, em đứng đó đi. Cô này là 1m8. Này, Quang Lê đang đứng với cô này. 1m8 chứ. Em. Dạ. Em cao mét mấy? 1m8. Đó. Quang Lê đứng nói chuyện với cô mà phải nhìn cô khổ không? Muốn nhìn mà cứ nhón lên không à? Đó. Trời quá trời chim. Hello nàng đẹp não trắng. Wow. Quang Lê thú thật là xin lỗi mọi người phải thức tốt quý vị sớm nha. Đấy, đây livestream rồi nè, đang trên sóng đó. Cô đang mê con, cô mê gì? Ô, con cảm ơn cô. Ôi ngại, em quên lên quá trời luôn. Cảm ơn cô. Đây là những vị khán giả yêu thương của Quang Lê và Phương Mỹ Chi nè. Phương Mỹ Chi hả? Mê lắm. Mê lắm. Em ước về Việt Nam đó là con phải tự do. Dạ, con cảm ơn cô. Các cô đã vào hậu trường thăm nghệ sĩ nè. Ông Chris nói cô mỗi ngày đó nhặt bằng đều quá.
Ngày nào cũng đẹp. Bây giờ mấy người bạn từ bên ngoài đang đi qua xin kiến mà lấy từ đúng không đây? Vô livestream đúng không đó? Dạ đây Hòa Lan. Hòa Lan, 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 Livestream hồi nãy giờ xin vô mà vô. Vô qua con Hoàng Lê sao không cho vô vậy? Vô nè, Facebook đây. Chụp cho cô luôn đi con. Facebook của Hoàng Lê đó. Cô xin vô. À, cô đang xin. Không, của mình vô được. Mình vô được, mình nó phát không được. Ở Hoàng Lê. Ở Hoàng Lê được. Đi con nữa luôn đi cô. Hai bà già mẹ. Hai bà già mẹ. Hai bà già mẹ. Tại vì cô mỗi ngày coi Phương Mỹ Chi đó, yeah. Theo dõi chưa Mỹ Chi mới cái gì thông vừa rồi đó, chiều cái gì trời ơi, tới Hoàng Lê lên ngồi chơi Mỹ Chi luôn. Con lên. Dạ rồi. Ổn ổn nha, con lên ổn nha. Dạ. Rồi, thank you em. Thấy chưa, ba bốn cái chị vô nói anh vô biển cương. Để chúc anh. Mẹ anh đứng dậy. Rồi. Phan Trần. Chị, chăm anh vô luôn. Con Lê, Lê vô luôn. Em đang livestream cho mọi người xem này, mọi người chụp đi. Chụp đi sao về tự nhiên đây nha. Đây những ca sĩ có chữ Thanh đây, Thanh Thanh hết á. Thanh Thanh. Thanh Hà. Julia Thanh. Rồi đó, vậy đi. Con nhỏ mặc áo xanh xanh. Cái cây xanh lè. Ây da, bị kẹt. Con nhờ bệnh pháp thì chị. Có cá đẹp mà có cá. Bị kẹt khi. Cái face của em là đông hơn. Facebook của em là chị vào Facebook bỏ đánh gõ chữ Quang Lê là ra ngay. Trời ơi. Lê chỉ có ăn mì gõ với tôm không thôi. Bố có biết là Bằng Kiều đang hát bài thứ mấy không? Chị gõ Quang Lê là ra ngay tên em. Gõ đi Quang Lê. Bé, bé Kiều hát mấy bài không? Chị này muốn hỏi Facebook Quang Lê cho nên Quang Lê với chị là gõ chữ Quang Lê. Bài thứ 3 đó con. Rồi, sắp ra đó. Cái chữ này là đây. Đây cái này đây của em á. Đây. Nhẹ làm cái mặt, đây. Có cái môi chờ đợi. Yes. Ông Tây này sao nay ông hình như là ông quên mình rồi đó mày. Đây đó. Ok. Ông Tây có áo đỏ sao thế nhỉ? Chúc chị nhắn tin cho em chứ đây này. Nhìn cũng được. Dạ. Chúc em. Hello. Không livestream chút. Đây là ca sĩ Julia Thanh ở Pháp. Mà. Cảm ơn chị. Đây là ca sĩ Julia Thanh. Dễ thương nhất luôn con Lê. Lần trước Quang Lê sang chị cũng chở Quang Lê đi shopping nè, đi chơi nè, đi ăn gà đêm nè. Cái mặt này hơi giận quá. Và mỗi lần qua Pháp là cứ gặp chị Chula Thanh. Đó, ở bên Pháp là có hai Thanh. Thanh Thanh là một ca sĩ trẻ và đây là Chula Thanh. Đó, khác nhau chữ Chula. Thương ơi là thương. Bây giờ là mình đang còn 2.200 người theo dõi mình đấy. Khổ thân ghê là mới có 6 giờ sáng mà bắt quý vị thức dậy là cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng mà không livestream giờ này thì chương trình đã hết rồi. Ok. Cảm ơn chị. Không, Pháp là có cái phong tục là Mizu. Mizu là không? Mizu này. Là Mizu đấy. Đây là anh em gái. Dạ. Đây đơn vị sản xuất chương trình ca nhạc và để cho phái đoàn qua. Thương lắm, Quang Lê lúc nào là cũng tâm hồn nước Việt, ca số 1 luôn. Cảm ơn anh. Bởi vậy lúc nào Quang Lê qua là cộng đồng người Việt tại Paris cũng rất là hào hứng tiếp đón. À,
Cảm ơn anh. Rất là dễ thương, chữ tình rất là dễ thương, hôn cái. Dạ. Đó, Paris là phải hôn. Dạ. Paris là bisou, đây là bisou. Là bisou. Đó, cái này Paris là. Đó, Paris là phải bisou. Dạ. Đây là ca sĩ của Paris. Bisou bisou. Đó, qua Pháp là phải bisou, bisou. Đó là phong tục của Pháp là phải mizu. Mizu là hôn vào má, kề má đấy mà. Đàn ông hay là đàn phụ nữ, nam với nam vẫn mizu được. Và nữ với nữ mizu và nam nữ thì tuyệt vời. Đó, cứ qua Pháp là mizu. Mizu là hôn má nhau đó. Các bạn chán chưa? Các bạn chán thì Quang Lê sẽ ngưng chương trình. Mà các bạn chưa chán thì Quang Lê tiếp tục đi vòng vòng live stream. Các bạn thật sự là có mập lên nhưng mà cũng còn đẹp trai đúng không? Cũng còn đĩ đĩ đúng không? Cũng còn điệu điệu phải không? Cũng còn dễ thương đúng không? Các bạn nhắn tin giùm đi. Ồ, oh, Mizu đừng môi son nè. Giang chi cái cọp nữa. Chung qua đây. Sexy lắm chứ bộ đó. Cũng sexy chứ. Đâu có mập đâu, sexy mà. Bây giờ muốn đi tìm hot girl đúng không? Thấy mặt Vi Lai mà có gì đâu đây. Thấy không? Thấy đường Vi Lai không? Đó. Cầm đâu có mở đâu. Các bạn thấy cầm con lên không? Đâu có mở đâu. Có mập hơn chút thôi. Nhưng mà vẫn mặt Vi Lai nè. Đó, cầm đâu có mở đâu, quý vị thấy không? Phong độ không? Đi đâu thế em gái? Làm MC xong chưa? Công tắc nữa. Em giới thiệu tên cho mọi người kìa. Dạ, em tên là Thái Nhã Văn. Thái Nhã Văn đã làm người mẫu và đã có những bộ ảnh Sài Gòn rất là đẹp. Bây giờ là đang phong trào là phim của Ba Sài Gòn. Thì Thái Nhã Văn đã có một bộ ảnh của Ba Sài Gòn rất đẹp, rất sexy, giống như cô Thanh Nga vậy đó. Dễ thương không mọi người? Khi mà sang bên Mỹ đó, là phụ nữ gặp đàn ông hay đàn ông gặp phụ nữ, hay là con trai gặp con trai, con gái gặp con gái, hay là mizu. Bây giờ mình mizu cho mọi người thấy nha. Cái này nữa. Đó là mizu đấy. Mizu thôi nha. Mizu thôi á. Chứ bồ là sẽ mizu kiểu khác. À đúng rồi. Dạ được. Được hả? Dạ được anh. Em cảm ơn. Trời ơi. Chị Tuyết ơi, chị đang xem sóng truyền hình nha. Tuyết ơi, mình đang xem sóng nha. Vậy? Nó bảo chồng Minh Tuyết đang ở hậu trường, mày có gặp chưa ta? Hello, hào quá. Đây là. Hôm nay Lê ốm không? Lê ốm không?
đây là ca sĩ Minh Tuyết, lúc nào cũng gợi cảm và sexy, trìu mến. Và hôm nay mặc dù thời tiết ở ngoài rất là nóng, nhưng ở trong khán phòng vì có máy sưởi cho nên Minh Tuyết vẫn sexy như ngày nào. Wow, so sexy. Thôi bye bye nha, ai vậy? Mình đang 2.500 fan của em đang theo dõi. Các bạn thần tượng Minh Tuyết hãy lên chào mau nè. Hello. Các bạn có muốn Minh Tuyết hát với con Lê? Hát chung với con Lê. Em ơi em. Gõ cửa trái tim nha. Ngày mai muốn đi shopping chung à? Dạ, ngày mai chị cho em đi shopping. Ngày mai vậy là chị lại mua nước 11 giờ mất rồi nha. Đây là trải hội nè, đó. Các bạn buồn ngủ chưa? Thưa quý vị, cho Uyên Nhi xin phép trình bày đến quý vị, giới thiệu đến quý vị một nữ ca sĩ mà chúng ta cũng có thể gọi là diva của đêm nay. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Hà. À, xin chào quý vị. Lê ơi, có cho chị được nghe được không? Sorry. Giúp cho. Nữ ca sĩ Thanh Hà, thưa quý vị. Là một lần nữa Thanh Hà được Minh Hạnh đến đây để hát cho quý vị nghe. Lúc buổi đằng sau sân khấu thì Thanh Hà rất là nôn nóng để được đây hát. Rất là nhiều người nhắn nhủ qua Facebook cũng như là ngoài sau phòng trường là muốn Thanh Hà hát được ca khúc của Vương Thanh Tú. Mà ca khúc này thì là trẻ quá, không biết là các anh nãy giờ livestream lâu chưa? Không à? Em hát thử vài câu nếu mà thích thì hoặc tiếp nha. Dạ vâng ạ.
với một ca khúc hôm ba của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ Lam Phương rất là yêu quý với ca khúc Xin Thời Gian Qua Mau. Mời quý vị cùng nghe cùng nhau nhé. Ở ngoài trời lạnh lắm. Ok em vô đây. Không thì mình hy vọng là bây giờ thì 2200 người đang xem. Nãy giờ anh chưa xong nữa hả? Thì bây giờ hai vẫn tiếp tục. 2000 người đang xem, không lẽ mà anh tắt thì kỳ lắm. 2000 nhiều lắm đó. Thường là ít người thôi, nhưng mà 200 người 6 giờ sáng mà thức dậy thì không nỡ tắt. Có ai ở bên Pháp đang coi không? Chắc là không. Lại chim nữa là quăng lên. Trời. À, thế là này, thế là chuyện là thế này. Làm anh mê gà đen của Pháp. Gà đen thì cái tên thôi, là chứ không phải là con gà nó màu đen đâu. Tại vì đây là món gà nướng của châu Phi cho nên gọi là gà đen. Không, mình nói trực tiếp là món gà nướng của người da đen. Người đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, quang lên đúng chính xác đó. Đúng. Senegal đó. Nướng gà nướng của người da đen đúng rồi, chính xác. Gà nướng của người da đen. Người đúng rồi. Ôi, nhưng mà ngon lắm. Gà nướng.
Có không? Người đang chờ đợi, có. Gà nướng mà có cũng... ai ở Pháp không? Dắt mình đi ăn đi. Trời ơi, gà nướng của Da Đen nó kể nghe này ngon lắm luôn. Trời ớt nó cay mà. Úi giời ơi, chuối chiên này à... Đặc biệt là cái sốt làm rất là ngon. Ờ, cái nước sốt là cái ớt chuông, mà cái ớt chuông mà kiểu mà cay lắm. Bé tí thế này như cái lồng đèn á, mà ăn vào nó cay vô cùng, vô bờ bến luôn. Thì á, lần đầu cũng sang ăn rồi, thì chính là cái vị ớt làm cho mình ghiền. Ngon lắm. Dạ vâng. Dạ. Ừ, xin lỗi. Nhiều pha hâm mộ lắm này. Xin lỗi bởi vì đây, quay này thấy không, đây này. Toàn là từ bên Đức sang 600 cây số lái xe sang, chết rồi, bị ai hôn rồi này, chết rồi. Trời ơi, quá. Đang xin chào. Đang livestream mà. Đang livestream. Không sao, cái chụp cũng sao. Tao sao hả? Dạ vâng, chụp. Chụp được mà. Em cầm livestream cho, em cầm cho. Đây, em cầm cho. Coi Ly cầm cho. Rồi. Này. À, làm sao mà chụp đây trời. Rồi. Em cầm cho. Hai cặp này là ở bên Đức nha, sang là rất là hâm mộ anh Quang Lê. Đó. Chị chụp một mình không? Được. Trời ơi, lên livestream nha, Facebook với nha. Ôi trời ơi, đẹp thế. Ôi, em cũng livestream chị cái. Tranh thủ. Không, em livestream thì nhấn lại. Dạ, không, em cứ để thế này, em sẽ quay được hết. Anh ơi, làm sao bấm chụp bằng máy của chị? Ừ, thôi chụp bằng máy đấy cũng được. Đấy, chụp một tấm mình một tấm ấy. Em đang livestream đấy nha, em vẫn livestream đấy nha. Trời ơi, làm gì đẹp là chụp một mình một chị một tấm nào. Anh chụp hộ một cái nào. Được chưa? Nào đi. Rồi được rồi. Nào. Anh chị Kiều chụp cho chị em một tấm nào. Chị này rất là quá là. Rồi đây. Livestream. Ôi trời ơi, lên mạng Facebook đi nha. Chị của em nha. Rồi lại tim quá trời em kéo một cái. Kéo thế này. Ui giời ơi, người thần tượng của tôi. Cảm ơn em nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ được ạ. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi, chụp nha. Chụp cơ. Rồi, xin mời chị. Rồi đi đã. Mình livestream hết nè. Rồi. À, cái này đang livestream. Rồi ai chụp đi, cái này livestream. Chụp cho chị nhanh lên chụp. Cưng chụp chị đừng cưng. Anh ơi chụp em tấm được anh. Rồi mình chụp nha, rồi. Ai đã chụp nè? Ờ, máy nào chụp đâu? Máy nào chụp? Chị chụp nhanh lên. Anh chụp em anh. Ok ha. Thôi giờ chăm đứng của Văn Lê mình đi ra chỗ khác chụp cái phần này với Văn Lê mình. Em muốn Văn Lê mình. Cảm ơn nhiều, cảm ơn cô nhiều. Ok em. Sao ai cũng cao hơn Lê hết trơn. Các mình tươi lùng này, các mình cao mình hơn chị này nè, đó. Dạ, mời chị. Chị chụp cho chị á, chị. Chị. Rồi, merci. Mọi người đã mệt chưa? Mệt thì
chắc là mọi người chuẩn bị đi làm ha. Hay là muốn Quang Lê giữ livestream này? Đây là trang Facebook duy nhất của Quang Lê mà trên 1 triệu người đang theo dõi. Các bạn nhớ share dùm Lê nhé. Share để mỗi lần lâu lâu Quang Lê có dịp Quang Lê sẽ livestream như thế này nè. Cái livestream của Quang Lê thì Quang Lê không có báo trước. Tại vì Quang Lê cái lịch cũng không có lúc nào cũng rảnh và không có lúc nào cũng phải sửa soạn. Lên livestream cũng như mình lên sân khấu mặt mày tóc tay cho đàng hoàng một chút, chứ xấu lắm cũng không dám lên, thấy xấu hổ với là mình đứng trước mặt khán giả, mình phải tôn trọng khán giả chút bằng cách là mình hoàn thiện cái hình ảnh mình trước khi mà trình làng công chúng, cho nên cũng ít khi livestream lắm. Hồi nãy giờ là Quang Lê cầm là cũng mỏi tay lắm, nhưng mà thấy là 2000 khán giả đang theo dõi, đó là tình cảm dành cho Quang Lê, cho nên Quang Lê chấp nhận là chịu mỏi tay. Các bạn nhớ là thấy Quang Lê mỏi tay tội nghiệp thì nhớ share cái thông tin này để mọi người biết thêm cái trang Facebook của Quang Lê. Chào Tuấn Nguyễn nha. Hot girl không à? Mét 8 cây dao, 1m8 dài sọc vậy đó. Mắt hơi buồn ngủ rồi đó nha. Nhưng mà chương trình của ngày hôm nay ở Paris họ bắt đầu từ 8 giờ đêm và 4 giờ sáng mới hết. Các bạn ơi, đây là ca sĩ Thanh Thanh. Thanh 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 này. Hi. Thanh Thanh là ái nữ của năm Thanh Phong. Trời, còn nhắc nữa. Lê còn nhắc tuồng ha Lê hả? Đây là Thanh hát chung với lại Lê rất là lâu rồi. Nhiều lần lắm. Nhiều lần lắm rồi Lê hả? Đúng rồi. Mà Thanh muốn là làm một cuốn CD với Lê. Có làm được cuốn không? CD. Làm cuốn CD với Lê nè. Được không? Quý vị biết không là chị Thanh Thanh chỉ muốn làm cái đĩa với Lê. Nhưng mà cái cáo lỗi nhất là Quang Lê đang có lỗi với nhiều khán giả đang xem Quang Lê, vì 4 năm trời rồi Quang Lê chưa phát hành một cái đĩa nào riêng cho chính mình. Cho nên mình cảm thấy mình rất là có lỗi. Và khán giả cũng inbox cho Quang Lê rất là nhiều trên Facebook. Nói là tại sao lâu rồi không thấy Quang Lê hát bài nào mới hết. Tại sao? Nói chung lại là bôn ba cái đời quá. Ok. Như vậy nhất định sẽ có một ngày, đúng không Lê? Dạ, khi nào mà lịch mà thi thoảng thì sẽ ok hơn. Đây là ái nữ của ca nhạc sĩ Thanh Phong. Hi. Mà chú hồi đó là chú hát nhiều bài lắm nè. Ừ, đúng rồi. Cái bài mà tôi trở về thành phố. Oh, đây. Oh, xin lỗi. Đây, nhạc sĩ Lê Quang. Đó. Hôm nay cùng ở Pháp, cùng nhạc sĩ Lê Quang. Nhạc sĩ Lê Quang đã mời Quang Lê sang Paris để diễn. Hello. Hello. Đi bà vô, bà vô. Bà để vô. Để bà Thơ coi kìa. Ôi. Ủa bà Thơ là bà nào? Cam Thơ, Cam Thơ. Cam Thơ là bà nào? Cam Thơ là bà, Cam Thơ bà là bà xã thôi. Của tôi chỉ biết bà Tám thôi à. Rồi, lúc nào anh lại làm chương trình Làn Sóng Xanh nữa? Tháng 1 anh cho báo vậy. Dạ, yeah, ok. Vừa rồi là nhạc sĩ Lê Quang đã mời. Ừ, cái khăn của em. Ồ, chị em chết mất đây. Khăn tình nghĩa đây. Âm thanh đâu có tệ đâu. Âm thanh rất là hay. Đúng chưa? Chị ơi chị, em từ xa mà em nhìn ở dưới mà em thấy chị quơ quá chừng luôn á. Chị có dễ. Chào mọi người nha. Vui hả? Ờ, thấy chị quơ quá chừng luôn. Có ra đây chơi chút không?
là ngon miền Bắc ơi. Nó đang tìm xe. Và đây là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Quê tôi tiếng nghe yêu nghe.